Rồi hello chào cả nhà mình ha. Rồi, hôm nay em lên được 4 con nữa cô chú anh chị mình đây. Đó. Rồi em cũng có chuyến xe đi về Bến Tre với lại Vĩnh Long nha cô chú anh chị. Đó. Thì món qua em cũng lên được 4 con á, thì em cũng bán về hai khu vực đó ha. Rồi mới mua mấy con này về nữa ha. Đó. Thì mấy cô chú anh chị nào cứ coi ưng ý con bò nào thì cứ alo cho em ha, để em ghép xe đi luôn. Đó. Rồi đầu tiên giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha. Con bò đây nè cô chú anh chị. Con số 1 ha. Cao 1m17 nha cô chú anh chị, 1m17 ha. Đó nhận đầu đó nè. Con đây thì hơi lút sừng chút ha. Đó. Mẫu là mẫu bay nè ha. Mẫu lùn ha. Yếm thì lạp phạt luôn nè. Đó, dần lưng ha. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây. Mấy con bò đây là giáp 5 rồi nha cô chú anh chị. Giáp 5 ha, được 12 tháng á. Đó. Coi yếm là lạp phạt ra ghê không? Cực kỳ ha. Đó. Đây dần rúng đây. Rúng dài luôn ha. Chân cẳng đó là con số 1 ha. Rồi con số 1 đây em báo giá luôn ha. 16.500.000, 16.500.000 ha. Chiều cao nó là 1m17 nha cô chú anh chị. Xây 4 thì nghiêm chỉnh hết ha. Con nào cũng vậy hết à. Đây. Đó. Bò đây thì bữa hôm qua em đi coi cô chú anh chị. Đó. Thì em thấy nó đang lên giống luôn nha. Đó. Thì về cô chú anh chị mình thì ai muốn phối sớm thì con nước sau ha, còn muốn thì đợi 2-3 tháng nữa cũng được luôn nha. Đó, đợi cho nó nở bò ra mình phối cũng được ha. Đó, mấy giống đây thì nó đẻ sai nè, cho nên đòi nọc sớm ha. Rồi con bò đầu tiên 16.500.000 ha. Đó, rồi em bước qua con số 2 nữa nè. Đây con số 2 đây, con đây thì cao 1m18 bò nha cô chú anh chị, 1m18 bò ha. Con nào cũng vậy hết, đỏ mặt luôn ha, phình phình. Đó. Rúng thì cũng dài luôn nè. Đó, mê ăn quá. Đây. Em quấn sang bò ra cho cô chú anh chị mình xem. Đó, dàn đầu đó ha. Chân cẳng đó nè. Đó. Rất là xa ha. Khoảng cách của em thì em đứng xa ha. Rúng dài luôn nè. Đó. Bốn vú đều luôn ha. Đó, dàn vú đó. Rúng thì dài ha, bỗng mông bự luôn. Đó. Mấy con bò đây bỗng mông nó rất là bự, rất là sâu nha cô chú anh chị. Đó. Đỏ mặt luôn ha. Cậy đuôi bự luôn nè. Đó, coi cậy đuôi nè. Hết thuốc cậy đuôi ha. Con nào cũng vậy hết. Chiều cao con này, con số 2 á là 1m18 bò nha cô chú anh chị. 1m18 bò. Đó. Thì cho cô chú anh chị mình xem ha. Thì cô chú anh chị nào cứ chọn bò nào chọn ha. Rồi con số 2 đem báo giá luôn ha. 17 triệu ha. Đó. Hai con. Con 1, con 2. Rồi em bước qua con số 3 luôn nè. Đây. Con đây số 3 ha. Đó, cũng nhận đầu đó ha. Yếm này cũng lệch phạch luôn. Đó. Dàn lưng thì khỏi nói dàn lưng ha. Lưng cũng một lưng à. Bẩn mông cũng bự luôn ha. Yếm này cũng lệch phạch luôn. Đó, dần rúng dài luôn nè. Đó, dần rúng ha. Cực kỳ tốt ha. Bò thì nói chung em mua em lựa những con bò cho cô chú anh chị mình nuôi sinh sản á. Em lựa mấy con bò tốt không ha. Đó, tại mình nuôi đường dài rồi. Cho nên mình phải lựa con nào đáng con đó ha. Đó. Thì cô chú anh chị mình cứ coi xem con nào ưng ý với mình á thì cứ alo cho em. Đó. Để em quay hai bên ha. Vẫn mong đứa nào cũng vậy, cũng cực kỳ tốt luôn. Cây đuôi bự ha. Đó, con số 3 ha. Con số 3 đây là cô chú anh chị, cao 1m18 bò ha. 1m18 bò. Đó. Thì bò lúc nào em đo em cũng trừ hao hết rồi ha. Thì cô chú anh chị mình coi con bò nó thích con nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Đó, con số 3 ha. Rồi con số 3 đây em báo giá luôn ha. 17.500.000, 17.500.000 ha. Đó. Thì tùy theo ha, mỗi con bò thì có mỗi giá trị khác nhau. Đó. Rồi em bước qua con số 4 luôn. Đây con số 4 thì cao 1m2 nha cô chú anh chị, 1m2 ha. Đó, đây dàn đầu nè. Đó, cho cô chú anh chị mình xem ha. Con bò đây là chữa được 3 tháng nha cô chú anh chị, bò xin ha, chữa được 3 tháng bò xin. Đó, dàn yếm ha, đúng đó nè, đúng dài luôn ha. Đó. Chiều cao nó 1m2. Sấy bố mình nghiêm chỉnh ha. Đây dàn lưng đó nè.
em tiến lại gần cái dàn lưng chưa, lưng thì một lưng luôn ha. Đó, bò xin nhảy ngang cô chú anh chị, bao khám bao chữa cho cô chú anh chị mình hang. Đó, chữa bò xin nhảy được 3 tháng ngang cô chú anh chị. Đó, chữa lứa đầu tiên ha. Đó, mấy con bò đây thì nó nhặt con nè, mẫu lùng lùng đây thì thôi dễ đẻ lắm ha. Đó, cứ mỗi năm mỗi con liên tục. Rồi con bò chữa đây em báo giá luôn ha. 19 triệu, 19 triệu ha. Đó. Chữa bò xin nhảy ăn cô chú anh chị. Được 3 tháng ha. Bao khám bao chữa cho cô chú anh chị mình ha. Chiều cao nó thì 1m 19 bò ha. Đó. Thì cô chú anh chị nào cứ coi ưng ý bò nào cứ alo cho em ha. Chữa được 3 tháng. Bao khám bao chữa ha. Rồi, thôi video nó cũng dài thôi. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha. Hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Rồi bye bye.